Tập hợp hàng ngang. Người chỉ huy đưa tay trái sang ngang. Tổ trưởng tổ 1 đứng bên trái, cùng hướng cách chỉ huy một cánh tay. Tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt tập hợp sau tổ trưởng tổ 1. Các thành viên tập hợp bên trái tổ trưởng tổ mình từ thấp đến cao. Gióng hàng ngang. Tổ trưởng tổ 1 đứng nghiêm. Các bạn trong tổ đánh mặt sang phải. Gióng hàng cho thẳng. Tay phải chống hông sao cho khuỷu tay chạm bạn bên cạnh. Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 đưa tay trái chạm vai bạn đứng trước. Đồng thời chỉnh hàng dọc cho thẳng. Động tác tất cả trở về tư thế đứng nghiêm. Điểm số hàng ngang. Các bạn lần lượt quay mặt sang trái và hô to số của mình rồi trở về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Động tác điều hòa. Tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang. Hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 2, đưa hai tay ra ngang, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 3, đưa hai tay về trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, bước chân phải sang ngang. Hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 6, đưa hai tay ra ngang, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 7, đưa hai tay về trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Động tác quay trái. Khẩu lệnh, bên trái, quay. Động tác. Lấy chân trái làm trụ và nửa trên bàn chân phải làm điểm tì. Quay người sang trái, thu chân phải về. Động tác quay phải. Khẩu lệnh, bên phải, quay. Động tác. Lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tì. Quay người sang phải, thu chân trái về. Động tác quay sau. Khẩu lệnh, đằng sau, quay. Động tác. Lấy gót chân phải làm trụ và nửa trên bàn chân trái làm điểm tì. Quay người sang phải, ra sau, thu chân trái về.
Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, cúi đầu. Về tư thế chuẩn bị, thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, ngửa đầu. Về tư thế chuẩn bị, thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang trái. Về tư thế chuẩn bị, thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, nghiêng đầu sang phải. Về tư thế chuẩn bị, thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang trái. Về tư thế chuẩn bị, thôi. Tư thế chuẩn bị: hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay đầu sang phải. Về tư thế chuẩn bị, thôi.